Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đã hơn một tuần trôi qua, nhưng những thông tin liên quan đến vụ cô gái bị sát hại ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn khiến nhiều người rùng mình khi nhắc đến. Bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận trong quá trình mua bán, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng lên kế hoạch sát hại cô gái. Nghi phạm thủ dao sẵn trong người, dụ nạn nhân ra khu vực vắng người để nói chuyện rồi sát hại với hơn 90 nhát dao. Ngày 1 tháng 10, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại ảnh cô gái bị sát hại trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Theo clip, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, người phụ nữ cùng cô gái đi trên xe máy đến bãi xe chở hàng trong chợ đầu mối. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ cầm dao thủ sẵn lao vào sát hại cô gái. Khi nạn nhân ngã xuống, hung thủ tiếp tục ra tay mặc cho cô gái vùng vẫy. Đến khi tê bất động, người phụ nữ kéo nạn nhân vào gần bánh xe tải, lấy tài sản trên người xấu số rồi lên xe bỏ chạy. Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, có người đàn ông đến nhìn sau đó rời đi. Liên quan đến vụ án trên, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ngụ tại quận 12. Sau 2 giờ gây án, thủ phạm đã bị công an phát hiện và bắt giữ. Theo công an, sau khi gây án, Dung lấy tài sản của nạn nhân gồm điện thoại, vàng, trang sức, 15 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị HTTT, sinh năm 1996, quê ở Bến Lức, Long An. Gia đình chị T là chủ sạp bán rau củ quả trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Quá trình mua bán rau củ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung đã lên kế hoạch sát hại chị T. Thực hiện kế hoạch dã man này, ngày 30 tháng 9, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T. Dung chạy xe máy đến sạp rồi kêu chị T chở Dung đi ra ngoài nói chuyện vì tay Dung bị đau. Tại bãi xe, Dung và chị T đứng nói chuyện. Thấy không ổn, chị T định lên xe chở Dung về lại sạp thì bất ngờ từ phía sau, Dung lao đến, dùng dao thủ sẵn trong người ra tay liên tiếp vào người chị T, khiến chị gục tại chỗ. Sau đó, Dung kéo chị T vào phía trong, ngồi lên người chị T, rồi lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ sách chị T đang mang. Tổng cộng, Dung đã chiếm đoạt của chị T khoảng 2 lượng vàng và một ít tiền mặt rồi lên xe bỏ về nhà. Do người Dung dính máu và sình lầy khi vật lộn với chị T ở bãi xe, nên Dung về tắm gội sạch. Khi thấy vợ cầm dao nhọn, chồng Dung nói, dao gì mà nhọn dữ vậy, bà đâm chắc người ta chỉ có mất mạng. Dung trả lời, giờ người ta sống thế nào em chưa biết nữa. Dung không nhớ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát và không dám nhìn lại hình của nạn nhân. Sau khi biết vợ mình gây án, người chồng đã mang bộ đồ dính máu đi tẩm xăng đốt. Trong lúc đốt, không may bị bỏng ở chân. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa chị T đi cấp cứu. Nhưng chị chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện lúc 13 giờ cùng ngày. Theo kết luận giám định pháp y, chị T bị Dung sát hại với gần 100 nhát dao tập trung vùng đầu, mặt. Gia đình nạn nhân bác bỏ thông tin cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung cũng không nợ tiền rau củ quả như thông tin trên mạng xã hội. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng và xót thương cho cô gái trẻ xấu số. Một tiểu thương cho biết, hung thủ đã nói với nạn nhân rằng tay bị bong gân, đi xe không được để dụ cô gái chờ mình đến khu vực vắng người rồi ra tay sát hại dã man do nghĩ rằng ở đây không có camera. Còn về người đàn ông đứng nhìn rồi bỏ đi, một số người dân tại đây cho biết sau khi vụ án mạng xảy ra, mẹ của nạn nhân đã đến gặp người đàn ông này. Theo tìm hiểu, gia cảnh của nạn nhân cũng khá khó khăn. Mẹ ruột của T còn cho biết cô sắp kết hôn, đồng thời cô cũng là trụ cột chính trong gia đình, giúp ba mẹ kiếm tiền nuôi em nằm bệnh. Tình tôi nghèo chứ không có giàu gì, mới bán được một năm mấy thôi, nhờ có con mà tôi mới khỏe được. Bây giờ nó đi rồi, chắc thở không nổi. Hai vợ chồng già nuôi đứa con bệnh nữa làm sao mà thở. Lúc còn sống, nó nuôi em nó bệnh, giờ đời tôi cũng như tàn nát. Sang năm, nó còn dự định đám cưới nữa. Chồng sắp cưới của nạn nhân cũng cho hay, từng khuyên chị T đừng đi với người lạ. Sáng hôm đó, bà đó lại đặt đồ, kêu đóng đồ giao xuống xe. Lúc đóng xong là em đi về rồi, còn T với mẹ T ở lại. Lúc đó, bà Dung lại kêu T trở xuống, kêu xe để mà giao đồ ra. Em về có điện thoại cho T mà mấy cuộc đầu được, còn sau đó không được. Lúc đó, em cũng không nghi ngờ gì vì không có xích mích gì với bên mình. Đang nói chuyện điện thoại cái tắt ngang, em gọi lại thì không được,
nói người yêu em thiếu nợ bà Dung là không có. Trong vụ án này, sau khi biết vợ gây án, người chồng đã mang bộ đồ dính máu đi tẩm xăng đốt. Còn tại hiện trường trước đó, một người đàn ông đã nhìn thấy vụ ẩu đả nhưng không can ngăn. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, những người liên quan có thể đối diện với tội danh gì? Theo nhận định của luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi đốt quần áo dính máu của vợ sau khi biết vợ mình đã dùng dao sát hại người khác của chồng nghi phạm Dung là hành vi che giấu người phạm tội, xóa dấu vết, tang vật phạm tội có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm theo quy định tại điểm B khoản 1, điều 389 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo quy định tại điều 18 Bộ luật hình sự, người nào không hứa hẹn trước nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà bộ luật này quy định. Tuy bộ luật hình sự có quy định người che giấu tội phạm là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng đối với những tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại điều 389 của bộ luật này thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi che giấu tội phạm của mình theo quy định tại khoản 2 điều 18 Bộ luật hình sự năm 2015. Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi che giấu tội phạm có mức hình phạt không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù lên đến 7 năm theo quy định tại điều 389 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Liên quan đến người đàn ông chứng kiến sự việc nhưng chỉ nhìn rồi bỏ đi mà không giúp hay hô hoán, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của người đàn ông này, làm rõ mối quan hệ giữa người đàn ông với nghi phạm gây án để xác định hành vi có đồng phạm hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với nghi phạm Dung, là người cảnh giới hoặc là người chở nghi phạm đi thực hiện hành vi phạm tội, thì cơ quan điều tra có thể xử lý người đàn ông này với vai trò đồng phạm. Còn trường hợp kết quả điều tra cho thấy người đàn ông không có mối quan hệ nào đối với nghi phạm, không có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội, thì cũng làm rõ hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ông Cường thông tin, nếu kết quả điều tra cho thấy người đàn ông biết rõ hành vi của nghi phạm là muốn sát hại nạn nhân, bản thân có thể cứu giúp bằng nhiều cách như hô hoán, kêu cứu, can ngăn nhưng không thực hiện hành vi, thì cũng có thể xử lý hình sự người này về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo điều 132 Bộ luật hình sự. Vị chuyên gia này nói thêm, cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng không chỉ là vấn đề về đạo đức xã hội, là trách nhiệm công dân đối với cộng đồng mà còn là trách nhiệm pháp lý. Việc cứu giúp người khác trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng có thể cứu được mạng người, ngăn chặn được hành vi nguy hiểm cho xã hội. Pháp luật không bắt buộc công dân phải lao vào đối tượng đang có hung khí để cứu người, nhưng cũng có rất nhiều cách để cứu người như hô hoán để nhiều người cùng tham gia ứng cứu, khiến cho đối tượng đang có ý định sát hại người khác có thể từ bỏ hành vi. Ngoài ra, trường hợp nạn nhân bị thương tích nhưng được mang đi cấp cứu kịp thời cũng có thể được cứu sống, bảo toàn tính mạng. Vì vậy trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ người đàn ông này có nhìn thấy nghi phạm đang sử dụng hung khí hay không, sẽ làm rõ nhận thức của người đàn ông đối với tình huống nguy hiểm đó và làm rõ vì sao người đàn ông này không có biểu hiện gì can ngăn, hô hoán, cứu giúp nạn nhân. Còn với hung thủ, theo nhận định của luật sư Trương Văn Tuấn và luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của nghi phạm Dung được xét ở hai hành vi sát hại người và hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại sau khi đã thực hiện hành vi sát hại người. Đối với hành vi sát hại người, nghi phạm Dung xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, hung khí, địa điểm và ra tay với hơn 90 nhát dao vào nhiều vùng trọng yếu trên cơ thể. Đây là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống đến cùng của nghi phạm, có căn cứ để điều tra khởi tố bị can Dung theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Vẫn theo luật sư Tuấn, đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của bị hại sau khi đã thực hiện hành vi sát hại người, quan điểm ông cho rằng việc truy tố thêm tội cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự 2015 là có cơ sở vì nghi phạm biết rõ tài sản là của nạn nhân và làm ngay sau hành vi sát hại người. Nghi phạm Dung đã lợi dụng tình trạng nạn nhân đã gục tại chỗ, không thể kháng cự do chính hành vi của mình gây ra để chiếm đoạt tài sản, nên hành vi của bị can phù hợp với tội cướp tài sản. Về một số quan điểm cho rằng phải khởi tố về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản theo điều 172 Bộ luật hình sự hoặc tội trộm cắp tài sản theo điều 173 Bộ luật hình sự,
Luật sư Tuấn cho biết, điều này không phù hợp vì công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi công khai lấy tài sản của người khác trước sự chứng kiến của chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản mà không cần dùng vũ lực. Luật sư Tuấn giải thích, việc nạn nhân đã gục tại chỗ thì không thể chứng kiến hành vi chiếm tài sản. Bị can Dung ngồi lên người nạn nhân, lục lọi và lột hết các tài sản trên người nạn nhân và lấy đi thì không phù hợp với mặt khách quan của tội trộm cắp tài sản là hành vi lén lút, lợi dụng việc chủ sở hữu tài sản vắng mặt, không quản lý được tài sản để chiếm đoạt. Thưa quý vị, hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để chuyển công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với hành vi dã man của mình thì nghi phạm nhất định sẽ phải nhận bản án thích đáng từ pháp luật. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ án này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.